Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường nụ của cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở em tiếp tục lên cho các bác là một số sản phẩm đồ gỗ cốc xà cừ của bên cơ sở đồ gỗ trường nụ của cho em ạ. Và cho đó là có một bộ bàn ăn và một cây tủ thờ ạ. Và ở bên cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ của em là 0912 862 834 ạ. Sản phẩm đầu tiên đây em muốn giới thiệu lên cho các bác, đây nó là một bộ bàn ghế ăn ạ. Bộ này được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ, hay gọi là gỗ mật, gụ mật này. Bộ gồm có là 10 ghế ạ và một bàn, 8 ghế đơn và hai chiếc ghế chủ và một chiếc bàn dài. Có thể em sẽ đo thông số cho các bác cùng được tham khảo về bộ bàn ăn này. Chiếc mặt bàn này có kích thước chiều dài là 230 cm, chiều ngang là 90 cm, mặt chiều cao của bàn là 78 cm. Đó, chiếc ghế đơn kích thước là ngang là 53 cm, sâu là 47 cm và chiều cao tổng thể của chiếc ghế khoảng 99 cm. Nó thông số kích thước của bộ bàn ghế ăn này. Và giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn ạ, để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ bàn ăn này. Đó, trước tiên đây là một chiếc mặt bàn hiểu nhé. Đó, phần bên trong này thì được kết hợp vào đó là một ô đá cẩm thạch tự nhiên các bác nhé. Đó, đá vân mây cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bên em đã chọn lọc ra những viên đá đẹp nhất để cho nên chiếc mặt bàn này. Đó, đá vân mây sơn núi cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé, dày dặn luôn, đá dày khoảng 2 cm, liền tấm luôn. Đó, khung bao ngoài thì được cẩn ở những cây tùng, cây trúc ạ. Đó, tùng trúc cúc mai ở phần viền mặt này, cũng như là soi những hạt trâu đây, cũng như là ô van ở phía bên ngoài. Đó, chiếc bàn này là chiếc bàn bầu dục các bác nhé. Đó, chiếc bàn bầu dục. Đó, phần bệ này, phần bệ thì được đục chạm với chim hoa các bác nhé. Đó, được chạm chim hoa bốn chung quanh luôn, cần ốc luôn. Đó, phần phía ngoài này là cong luôn các bác nhé. Đó, hầm bán nguyệt hàng cong liền tấm luôn. Đó, em đo bảng ở đây nó trùng khoảng 20 cm. Nó cực kỳ là thủ luôn các bác nhé, cực kỳ là dày luôn, dày khoảng 3 cm ạ. Và được cẩn ốc xà cừ tứ diện luôn, bốn chung quanh chiếc bàn này. Chân thì đục chạm là đầu lân chân cá, chân em đo bảng ở đây 12 cm, chân vuông 12 cm, cực kỳ là lớn luôn. Đó, với một chiếc bàn như thế này được cẩn tứ diện. Đó, và giờ em sẽ quay sang chiếc ghế đơn để cho các bác cùng được xem kỹ hơn. Đó, đây là chiếc ghế đơn ạ. Đó, phần bên trên này thì được cẩn là một hình giỏ hoa các bác nhé. Đó, một hình giỏ hoa ốc xà cừ Singapore 7 màu, cực kỳ là sang trọng luôn các bác nhé, cực kỳ là kỹ luôn. Đó, khung viền tay này cẩn những đường dây leo. Đó, và phần mặt đây cũng được cẩn hết những dây leo các bác nhé. Đó, bảng của chiếc tựa này là dày 4 cm các bác nhé, thì là dày luôn. Đó, phần bệ cũng được cẩn những dây leo nhé, cẩn tứ diện bốn xung quanh luôn. Đó, cực kỳ là cong luôn, chân là chân quỳ các bác nhé. Đó, được cẩn tứ diện luôn ạ. Đó, em sẽ quay sang phần mặt sau cho các bác cũng được xem chi tiết hơn. Đó, đây là phần mặt sau ạ. Đó, cũng được cẩn y như mặt tiền luôn. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu, được cẩn tứ diện. Đó, bộ này gồm có là 8 chiếc ghế đơn này ạ. Đó, và thêm vào đó là hai chiếc ghế chủ. Hai chiếc ghế chủ này thì thêm vào đó là có tay các nhé. Đó, chiếc ghế chủ này thì thêm vào đó là hai tay chúng ta có thể ngồi. Đó, ra đi chúng ta có thể cho bố mẹ ông bà người lớn tuổi nhất để ngồi lên chiếc ghế chủ này. Đó, hai chiếc ghế chủ. Đó, được cái ốc xà cừ tứ diện đường các nhé. Đó, phần tay này được chạm là rơi các nhé. Đó, thì là sang trọng luôn. Đó, với một bộ bàn ghế ăn như thế này được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ, bộ gồm có 11 món, 10 ghế và một bàn, thì bên cơ sở đồ gỗ trường nụ của họ cho em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá chỉ có 75 triệu thôi. 75 triệu bên cơ sẽ bao vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây em có đây là một cây tủ thờ ạ. Đó, cây tủ thờ này thì cũng được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ. Đó, và thông số kích thước em đo ở đây, em đo phần mặt ạ. Đó, kích thước là 145 cm, chiều ngang và chiều cao 146 cm, sâu 61 cm.
Đó, giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn ạ để xem chi tiết hơn. Đó, phần lòng giữa này được cận cảnh nhị thập tứ hiếu các nhé. Cây tủ thuật này cận cảnh nhị thập tứ hiếu được chia ra làm 13 chám ạ, mỗi một cảnh một khác nhau. Ốc xà cừ Singapore đỏ lửa vàng chanh luôn các nhé, cây tủ này cực kỳ nó vip luôn. Ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh. Ô chám giữa này cận ốc xà cừ đỏ vip luôn các nhé. Và có thể thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay. Khung bao ngoài đây thì được cận là những ô chám cũng như là cảnh tứ quý tùng trúc cúc mai ở bốn xung quanh. Tất cả đây là 13 chám đều được khởi động hết các bác nhé. Em sẽ quay từng chám một để cho các bác cùng được xem kỹ hơn. Cận cảnh là nhị thập tứ hiếu nhá. Nói đến là 24 người con hiếu thảo đối với cha mẹ ạ. Không bao trên cận những đường dây leo cận cực kỳ là tơ tóc và sắc nét luôn các nhé. Hàng bao đẹp lành lặn cho các bác ạ. Hai khung cột thì được cận chữ là câu đối là phúc sinh phú quý gia đình thịnh ạ, và về đối là lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng. Phần bệ này thì được cận một cây mai hóa rồng các nhé. Cực kỳ là đẹp luôn, sắc nét luôn các nhé. Bệ cực kỳ là trùng luôn ạ, bệ này trùng 18 cm. Chân là chân xoắn ốc các nhé, chân này là vuông 9 cm. Và cây tủ thờ này thì được cận là ba mặt ạ. Đây là mặt tiền, còn em sẽ quay trong phần hông ngang để cho các bác cùng được xem. Đây là phần hông ngang ạ. Phần hông ngang cũng được cận những cảnh chim hoa này. Và bên trong đây có một ván sàn các nhé. Một ván sàn chúng ta thể chứa đồ hương nhang người ta để trong đây thì là tiện dụng luôn. Với một cây tủ thờ như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Trường Ngụ của cho em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 55 triệu. 55 triệu bên cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Các bác nào mà xem video thì hay thế đẹp thì hãy cho bên cơ sở đồ gỗ Trường Ngụ của cho em là một like cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở đồ gỗ Trường Ngụ của chúng em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ gỗ Trường Ngụ của cho em ạ. Vâng, mà trong video clip ngày hôm nay các bác nào mà xem hình ảnh không rõ hoặc nghe không rõ thì hãy liên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912862834 là em đã ghi trên màn hình rồi. Và cơ sở em cũng xin dừng video tại đây và xin hẹn gặp lại các bác là trong những video tiếp theo.